bé sẽ được chôn dưới gốc cây nho. Nhiều người coi Tuyun giải cứu động vật, mấy bạn biết sao không? Họ cũng lấy cái ý tưởng đó từ Tuyun để họ làm hại động vật. Họ làm clip bắt rắn, rồi giết rắn này kia, rồi tạo nghiệp, rồi bị rắn cắn, rồi tùm lum hết. Nói chung là tại mình triệt đường sống của nó nên nó mới hại mình, ai cũng vậy. Nói chung là cũng vì con cái nuôi gia đình này kia. Mà các bạn thấy không, con cái, con chuột con nó cũng khổ, con người con cũng khổ, ai cũng khổ. Sinh ra đời này phải biết nhường nhịn nhau sống thôi. Không biết yêu thương nhường nhịn, không biết bảo vệ hệ sinh thái môi trường thì tự chắc chắn sẽ tự hủy diệt hết luôn, không có gì còn. A Di Đà Phật. Rồi bé chuột con bản sanh đi nha. Chào con.